Giữa tin đồn đã có công ty mới và sắp trở lại đường đua âm nhạc, động thái mới nhất của Jack đã khiến cho người hâm mộ đặc biệt chú ý. Cụ thể là mới đây, giọng ca sóng gió đã bất ngờ đổi ảnh đại diện Facebook với tạo hình bảnh ngời ngời và thần sắc tươi tắn hơn rất nhiều sau những ồn ào suốt 2 tháng qua. Mới đây, tài khoản Facebook của Jack lại tiếp tục có hoạt động mới. Đó là ảnh đại diện được thay đổi kể từ giữa tháng 12 năm ngoái. Trong bức ảnh này, nam ca sĩ sóng gió diện bộ đồ đen cực ngầu, được chụp trong studio một cách chuyên nghiệp. Đặc biệt, Jack còn thả thính cực ngắn gọn và ngọt ngào. Tôi nhớ các bạn, khiến cho những người hâm mộ anh phải đứng ngồi không yên. Không chỉ thế, ngay dưới phần bình luận, Jack cũng chia sẻ thêm: dù thế nào thì các bạn phải là người an toàn trước, hãy đến tôi nhé. Ngay lập tức, hình ảnh của Jack thu về lượt like và tương tác khủng, gần 100.000 like, 50.000 lượt bình luận và cùng hàng ngàn lượt share chỉ sau vài phút đăng tải. Vừa gây bất ngờ với diện mạo mới, lại tung thính với fan như thế này thì Jack đã sắp trở lại thật sự rồi đây. Thời gian gần đây, Jack đã liên tục có động thái thả thính với người hâm mộ của mình về việc sẽ comeback trong thời gian tới. Khi là những dòng status bí ẩn, khi là những bức ảnh mới chưa từng được công bố và có khi là cả một poster đom đóm. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về màn tái xuất này từ nam ca sĩ vẫn còn là một ẩn số vì Jack không tiết lộ bất cứ thêm điều gì. MV dịp Valentine của Đức Phúc vừa lên sóng đã làm cho dân tình nức nở sụp sùi. Giữa một rừng lời khen dành cho MV hơn cả yêu của Đức Phúc, thì màn bóc phốt hài hước của Eric cũng đã khiến cho các fan không khỏi bật cười thích thú. Mới đây, Đức Phúc đã chính thức lên sóng sản phẩm âm nhạc trở lại mang tên Hơn Cả Yêu. MV là sự xuất hiện của rất nhiều cặp đôi, từ những khán giả bình thường cho đến các cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt, khiến khán giả vô cùng xúc động. Đặc biệt, ở phần credit MV, bên cạnh lời cảm ơn đến các nghệ sĩ, bố mẹ, gia đình Hòa Minzy, gia đình Eric, thì Đức Phúc còn không quên cảm ơn cuốn bảo bối của Eric. Dòng chữ dù rất nhỏ này nhưng cũng đã được các fan tình ý nhận ra. Tuy nhiên, anh chàng Eric cũng đã nhanh chóng bóc phốt Đức Phúc khi quên cảm ơn một đồ vật rất quan trọng khác. Cụ thể là chiếc kính mà Đức Phúc đeo trong nhiều phân cảnh MV cũng chính là của Eric. Màn bóc phốt đầy dễ thương này đã khiến cho các fan vô cùng thích thú. Trước đó, khi Eric ra mắt MV Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, nam ca sĩ cũng từng công khai mượn đồ của Đức Phúc và ghi vào phần credit MV với nội dung Special Thanks to Say của Đức Phúc. Màn cảm ơn lẫn nhau này có vẻ như là được hai chàng chuẩn bị khá kỹ lưỡng và không muốn để sót bất kỳ điều gì với sự trợ giúp của anh em. Tuy nhiên, với việc Đức Phúc quên không cảm ơn chiếc kính của Eric, hẳn là khiến cho tình anh em có phần sứt mẻ rồi đây. Trở lại với MV Hơn Cả Yêu chỉ vừa lên sóng thì sản phẩm này đã gây bão mạng xã hội. Và không khó để thấy là rất đông người hâm mộ cho đến nghệ sĩ chia sẻ MV này và dành tình cảm cho Đức Phúc. Những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc trong MV đã khiến cho nhiều người không giấu được sự xúc động. Sau 4 tiếng phát hành thì Hơn Cả Yêu đã đạt top 1 lượt nghe trên một trang nhạc trực tuyến. Thời gian gần đây thì chính sách của YouTube có phần thay đổi về những nội dung liên quan đến trẻ em đã khiến cho YouTuber Quỳnh Trần GB phải đau đầu. Nhưng mà chị đã tìm được cách để bé Sa xuất hiện lại trong các vlog từ nay về sau và còn viết thư giải bày trực tiếp với YouTube. Một ngày sau vlog hai mẹ con Quỳnh Trần bé Sa đi thăm vườn dâu Tây khiến dân tình vừa mừng vừa lo. Mừng vì bé Sa comeback trở lại clip, lo vì chị Quỳnh đã đánh liều đăng video có trẻ em dù đã được cảnh báo từ trước đó. Khán giả càng lo lắng hơn sau khi video được upload 2 tiếng thì phải thay đổi tiêu đề. Một số người còn cho rằng chị Quỳnh đã bị YouTube đánh gậy lần nữa nên mới phải đổi tên. Hôm qua đưa Sa đi vườn dâu, quay phim lại cho mọi người xem, Quỳnh đã gửi hẳn mail cho YouTube hỏi là video của Quỳnh có con nhỏ như vậy có được không? Thì họ trả lời là được, nhưng phải không lạm dụng con trẻ. Có nghĩa là từ nay, video nào được thì Quỳnh sẽ cho Sa vào, còn không thì sẽ là một mình Quỳnh. YouTube khi xét video trẻ em thì họ sử dụng robot, nên cho dù Quỳnh có không lạm dụng trẻ em để kiếm tiền, nhưng mà họ xét bằng máy nên nhiều lúc vẫn bị đánh. Cho nên, thỉnh thoảng Quỳnh mới cho Sa vào thôi. Vậy là từ nay, dân tình hoàn toàn có thể chờ đợi những vlog có bé Sa. Tuy vậy nhưng mà tần suất sẽ không nhiều, nhưng đây vẫn là tin rất là đáng mừng đúng không nào? Quấy rối tình dục không chỉ là một chủ đề nóng trong showbiz mà còn là mối lo ngại của rất nhiều người trong xã hội hiện nay. Trong đó thì thang máy là nơi đã xảy ra không ít vụ quấy rối gây xôn xao dư luận. Mới đây thì ca sĩ Tiên Tiên đã có một pha xử lý cực khéo léo khi gặp ông chú có ánh nhìn kỳ lạ trong thang máy. Hãy cùng theo dõi nhé! Mới đây, ca sĩ Tiên Tiên đã chia sẻ, có bao giờ bạn rơi vào trường hợp đi thang máy gặp một người đàn ông say xỉn rồi nhìn bạn với cặp mắt cực kỳ khả ố chưa? Thật sự xấu như mình mà còn bị thì...
Lần đó mình phải chịu cảm giác rợn gai ốc khá lâu vì thang máy từ rooftop xuống bãi xe hơi cao. Đến khi hết chịu nổi thì mình quay người lại đối diện với người chú nồng nặc mùi rượu, rồi hỏi một cách rõ ràng rành mạch rằng: "Nhìn chú quen quen, hình như lần trước chú có qua nhà tặng 3 con chai rượu thì phải." Từ cặp mắt khả ố và vẻ khệnh khạng say rượu, bỗng dưng người chú còn tỉnh hơn chữ tỉnh. Sau 5 đến 10 giây thì mắt chú sáng rực như đèn pha. "Ơ, con gái anh Quang Minh à?" Mình chả biết Quang Minh nào, nhưng mà dạ đúng rồi, ba Quang Minh. Thế là lúc sau, người chú đứng chặn cửa thang máy để mình đi ra một cách an toàn và được cư xử còn hơn cả công chúa, kèm ánh mắt rất chi là thiện cảm. Thế, một pha an toàn và tiết kiệm cho người ta 200.000 đồng. À, quên nữa, cảm ơn ba Minh ở một phương trời nào đó, nhưng mà ba con không phải tên Quang Minh. Câu chuyện của Tiên Tiên đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên thì ngoài được khen cách xử lý tình huống vô cùng thông minh, thì Tiên Tiên cũng khiến cho dân tình phải bật cười vì câu chuyện do cô kể lại vừa có tình tiết hú tim nhưng cái kết rất là hài hước.